Xin chào các bạn. Nếu như hôm trước chúng ta đã học phần 1, đó là phần tôn kính ngữ, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục phần 2 trong giáo trình Shinkansen Master N3, phần ngữ pháp bài số 12, đó là khiêm nhường ngữ nhé, và các cách nói lịch sự. Chúng ta sẽ đi vào phần 4 nhỏ, khiêm nhường ngữ, Kenjogo. Có hai loại khiêm nhường ngữ. Loại 1 là khiêm nhường ngữ khi nói về hành vi của bản thân, hành vi đó có liên quan tới người trên. Đây có hai loại, loại thứ nhất này, đó là khi nói về hành vi của bản thân và hành vi đó liên quan tới người trên. Loại thứ hai là khiêm nhường ngữ khi nói một cách lịch sự về hành vi của bản thân và không liên quan tới người trên. Hai cái này nó khác nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái loại một xem như thế nào nhé. Đầu tiên là khiêm nhường ngữ loại 1. Là khiêm nhường ngữ mà nói về hành vi của bản thân và có liên quan tới người trên. Thì cách tạo ra của nó như sau. A nhỏ nhé, đó là các bạn sẽ thêm o đằng trước, thêm go đằng trước, động từ v must chúng ta bỏ must sự đi, thêm she must sự vào. Must sự bỏ đi này. Đấy. O v she must, go v she must. Trong đó o dùng cho các động từ nhóm 1 hoặc là 2. Go dùng cho các động từ nhóm 3. Trong đó hay gặp nhất là yoyaku shimasu, đúng nhỉ, đặt trước này. Shokai shimasu, giới thiệu. Anai shimasu, hướng dẫn. Setsumei shimasu, thuyết minh, giải thích. Shotai shimasu, chiêu đãi, mời. Yoi shimasu, dụng ý, có nghĩa là chuẩn bị. Thì những cái này ấy, các bạn sẽ thêm gì nhỉ? Các bạn sẽ thêm go vào trước. Còn những cái gì nhỉ? Những cái động từ nhóm 1 và nhóm 2 các bạn sẽ thêm o đằng trước. Ví dụ chúng ta có động từ nhóm 1 chẳng hạn, động từ đọc chẳng hạn, đúng không? Động từ đọc là gì nhỉ? Yomimasu, đúng không? Yomimasu, do vậy chúng ta sẽ thêm o đằng trước. Mát sự bỏ mát thành shimasu, oyomi shimasu, đúng không nhỉ? Hay là gì nhỉ? Shirasemasu. Shirasemasu sự là thông báo, đúng không? Chúng ta sẽ bỏ mát sự đi, cho o vào đằng trước và thêm shimasu sự đằng sau. Oshirase shimasu nhá. Đấy là nhóm 1 và nhóm 2 là như vậy. Còn nhóm 3 là những cái động từ này các bạn sẽ thêm go vào đằng trước. Có một số động từ thuộc nhóm 3 nhưng mà mình không thêm go mà mình thêm o, ví dụ Denwa shimasu, đúng nhỉ? Đấy, yama shimasu, mình sẽ nói o yama shimasu, đúng nhỉ? O denwa shimasu hay là o yoyaku shimasu, chứ không thêm go, lưu ý nhá. Và cái cách chia này ấy, thêm o thêm go đằng trước và bỏ gì nhỉ? Bỏ shimasu, à xin lỗi, bỏ mas thêm shimasu vào thì sao đấy? Nó không dùng cho các trường hợp sau. Thứ nhất, đó là các động từ một âm tiết. Các động từ một âm tiết như là gì nhỉ? Như là imas, mimas, demas, nemas, vân vân. Đấy. Thực ra cũng không hẳn là một âm tiết, ý là trước mas sự chỉ có một âm tiết thì đúng hơn, đúng nhỉ? Không dùng các động từ mà trước mas chỉ có một âm tiết. Các động từ có khiêm nhường ngữ đặc biệt ở cái phần bảng khiêm nhường ngữ đặc biệt ấy thì chúng ta cũng sẽ không thêm cách này mà chúng ta dùng cái cách đặc biệt đó. Chẳng hạn ví dụ này, thực hành nhá. Khi mình nói với bạn bè mình có thể nói dưới dạng thẻ mask hoặc là thẻ thẻ gì nhỉ, thẻ Futsuke. Ví dụ nếu mà bạn bè không thân lắm thì mình có thể nói là Honda-kun, đúng nhỉ? Kimura-kun ni yotei o shirasemasu, Honda này tớ sẽ thông báo kế hoạch cho Kimura. Thế nhưng mà mình nói với giáo viên, đúng không, nói với giáo viên một cách lịch sự trang trọng thì mình sẽ dùng khiêm nhường ngữ sensei Kimura-san ni, à, Kimura-kun ni yotei o shirase shimasu, đúng không? Vẫn là thông báo nhưng mà nó mang tính chất là lịch sự, đúng nhỉ? Bởi vì mình đã biến về khiêm nhường ngữ nhá. Hoặc này, đây là nhóm 2 đúng không nhỉ? Nhóm 3 chẳng hạn. Nói với bạn bè mình sẽ nói là Watashi wa kono, đúng nhỉ? Watashi wa kono machi o anai shimasu, tức là tớ sẽ dẫn đường cho cậu đi tham quan cái thành phố này. Nhưng mà ví dụ giới thiệu ví dụ thầy giáo ở Việt Nam sang Nhật chơi, đúng không? Và mình nói là mình sẽ dẫn đường cho thầy thì có thể nói là Watashi wa kono machi o go anai shimasu, đúng nhỉ? Anai shimasu là động từ nhóm 3, do vậy các bạn sẽ dùng cái hình thức là go anai shimasu. Đấy. Một số chú ý khi sử dụng khiêm nhường ngữ này. Thứ nhất, đó là chẳng hạn như câu sau này, haha ga ryori o otsukuri shimasu. Như mọi người thấy đây chủ ngữ là haha, là mẹ. Vậy tại sao mẹ mình mà mình lại dùng khiêm nhường ngữ? Đấy, là bởi vì mẹ mình là người trong. Đấy, những cái người trong cùng một gia đình ấy sẽ là người trong nhé, được tính là người trong. Và nếu mà
bình thường thì các bạn có thể dùng dạng thể mát sự là được rồi, đúng không? Nếu mà gọi là lịch sự ấy. Còn nếu không thì các bạn có thể dùng cái dạng gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ để thể hiện cái sự nhún nhường, qua đó mà thể hiện cái sự tôn trọng đối phương nhá. Nhún nhường mình xuống và tôn trọng đối phương lên, đúng không? Đấy. Thứ hai, đấy là khi muốn làm gì giúp ai đó với ý khiêm nhường ấy thì mình dùng động từ cho ô đằng trước, bỏ mát sự và thêm shimashou ka, đúng không nhỉ? Thực ra cái này cũng rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ được học là ngữ pháp vemashou ka, đúng nhỉ? Là tôi làm vê giúp cậu nhé, đúng không? Vậy thì các bạn có động từ dạng khiêm nhường là gì nhỉ? Ô vê shimasu sự, đúng không? Thì chúng ta chính là biến shimasu sự thành shimashou ka, là tôi làm vê giúp cậu nhé nhé. Ví dụ atsui desu ne, đúng nhỉ? Pasukon o tsuke shimashou ka, đúng nhỉ? Nóng nhỉ, mình bật điều hòa lên nhé. Thực ra thì cho cái trường hợp này thì nó không hẳn là mình đâu. Nếu mà là bạn bè với nhau thì mình, hoặc là mình dùng dạng lịch sự là được rồi. Hai ấy, là mình dùng, nếu mà bạn thân thì mình sẽ dùng dạng thường, đúng không nhỉ? Ví dụ nếu mà bạn cực thân ấy, nó sẽ dùng cái kiểu thông thường là atsui ne, đúng không? Pasukon, à xin lỗi, Eacom chứ nhỉ? Đây bị sai nhá. Không, Pasukon là máy tính, không liên quan. Để ý giờ mới thấy cái này là bị sai này. Eacom nhá. Nếu mà là bạn bè thân ấy, nó sẽ nói là atsui ne, đúng nhỉ? Eacom. Còn không có trợ từ ô luôn. Tsuke, tsuke yo ka, đúng không? Tsuke yo ka. Đấy. Thì chúng ta có cái dạng gì nhỉ? Chúng ta có cái dạng V, đúng nhỉ? Chia shimasho, đúng không? Động từ dạng masho ấy, nó có dạng futsuke là dạng gì nhỉ? Dạng thấy ý chí, yo. Đó, do vậy là động từ tsuke masho thì biến thành tsuke yo. Đấy, nếu mà bạn thấy bé thân thiết chỉ cần nói là atsine eakon tsuke yo là tớ bật điều hòa nhé. Thế nhưng mà nếu mà nói với sếp chẳng hạn, đúng không nhỉ? Nói với sếp là nóng nhỉ, em bật điều hòa lên nhé, thì mình sẽ dùng cái dạng khiêm nhường ngữ, đúng không? Đây dùng mình hơi bị sai sai. Atsui desu ne. Eakon o tsuke shimashou ka. Hoặc là omoso desu ne. Omochi shimashou ka, đúng nhỉ? Có vẻ nặng nhỉ, tôi mang giúp cậu nhé. Đây là bạn bè không có thân thiết với nhau nhé. Nếu mà thân thiết với nhau mà dùng cái này thì hơi bị okashi, hơi bị hen. Đấy là cái chú ý thứ hai. Thứ ba này, mẫu dùng khiêm nhường ngữ ấy, chỉ dùng khi có sự tác động của ít nhất hai người, là người nói và người nghe. Đấy. Trường hợp người nói tự thuật không có sự tác động đến đối tượng khác thì không có dùng. Mẫu dùng khiêm nhường ngữ nhá, chỉ dùng có khi có sự tác động của ít nhất hai người, là người nói và người nghe. Trường hợp người nói tự thuật thì không có sự tác động đến đối tượng khác thì không có dùng. Ví dụ mình nói này, hôm qua tôi đã chụp ảnh núi Vu Sĩ, kino watashi wa Fujisan o torimashita, thì đúng. Thế nhưng nói là kino watashi wa Fujisan o torishimashita là sai. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chụp ảnh này nó không có liên quan gì đến người kia, đúng không nhỉ? Nếu mà hôm qua tôi chụp ảnh thầy giáo thì sẽ dùng được sensei no shashin o, đúng không? Sensei no shashin o. Cái này thêm từ no shashin thì hợp lý hơn. Dưới này như thế. Đấy, bởi vì cái núi Phú Sĩ này nó không liên quan đến người nghe, do vậy là không có dùng, đúng không nhỉ? Không có dùng hình thức khiêm nhường ngữ nhá. Đấy. Nhưng mà nếu là sensei no shashin ấy, chụp ảnh giáo viên ấy, thì có người trên tác động vào, có người trên ở trong cái mối quan hệ, do vậy khi mà hành động là hành động chụp thì các bạn sẽ dùng dạng khiêm nhường là otori shimashita được, đúng nhỉ? Ví dụ này, kino sensei no shashin o, đúng không? Otori, đây cái chữ o là cái chữ ngữ này, otori shimashita. Đó thì ok nhá. Tiếp theo, cái cách chia như thế này, đúng không? Cách chia o và go, động từ vmax sự bỏ mas, thêm gì đây, shimas đằng sau, là cái mà có thể coi là cái công thức duy nhất ở trong cái phần khiêm nhường ngữ. Nếu như tôn kính ngữ chúng ta có rất là nhiều công thức, đúng không? Gì nhỉ, o này, go này, v ni narimasu sự này, ov desu ka này, đúng không? O go v kudasai này, đấy, thể bị động này, vân vân, thì cái dạng khiêm nhường ngữ nó sẽ ít hơn nhá. Nếu mà gọi là công thức thì chỉ có mỗi cái vừa rồi chúng ta học thôi.
Tiếp theo phần B đó là động từ khiêm nhường ngữ đặc biệt. Động từ khiêm nhường đặc biệt thì tương tự như cái phần học hôm trước, chúng ta cũng sẽ lập một cái bảng như thế này. Cột này là cột thể must, thể ti must hoặc là thể to, nhưng mà trong đây là thể must giữ hết. Bên này sẽ là thể khiêm nhường ngữ. Cái này chưa sửa rồi. Không phải là Songkego mà là Kenjogo nhá. Kenjogo khiêm nhường ngữ này. Bên này cũng là Kenjogo khiêm nhường ngữ. Đầu tiên chúng ta có động từ moraimasu là nhận, thì có dạng khiêm nhường ngữ là itadakimasu. Itadakimasu là cũng là nhận. Dạng futsuke, dạng thể thường là itadaku. Tiếp theo động từ mimasu là xem, nhìn, chúng ta có dạng khiêm nhường ngữ là haiken shimasu. Haiken shimasu. Và dạng gì nhỉ? Dạng futsuke là haiken suru. Imasu. Imasu là nói, thì có dạng khiêm nhường ngữ là moshiagemasu. Moshiagemasu là nói. Và dạng gì nhỉ? Dạng thường là moshiageru. Tiếp theo động từ nghe. À, xin lỗi, động từ hỏi, kikimasu, có dạng khiêm nhường ngữ là ukagaimasu. Ukagaimasu. Và dạng khiêm nhường là ukagau. Ukagau. Động từ tazunemasu, chữ Hán là chữ phỏng trong từ phỏng vấn, có nghĩa là đến thăm, thì có dạng khiêm nhường ngữ là ukagaimasu. Như vậy là giống như cái trường hợp trên. Vậy các bạn sẽ phải căn cứ vào ngữ cảnh để phân biệt nếu người ta cùng dùng gì đấy, cùng dùng dạng gì nhỉ? Cùng dùng dạng khiêm nhường, đúng không? Thể từ điển là ukagau. Aimasu là gặp, thì dạng khiêm nhường ngữ là ome ni kakarimasu. Ome ni kakarimasu. Và dạng khiêm nhường là ome ni kakaru. Động từ agemasu, cho tặng, sẽ có dạng khiêm nhường là sashiagemasu. Sashiagemasu. Tại sao mà ngày trước chúng ta học ở phần gì nhỉ? Phần ngữ pháp bài số không nhớ là bài bao nhiêu, bài 40, 41 gì đấy. Các bạn được học là khi mà cho tặng người trên là dùng không dùng agemasu mà dùng sashiagemasu, đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì chính là cái trường hợp này đấy. Đấy. Chính là cái trường hợp mà gì nhỉ? Mà thể hiện cái sự khiêm nhường. Và dạng khiêm nhường ngữ là sashiageru. Ví dụ này, chúng ta sẽ đi vào các ví dụ nhé. Những cái ví dụ này thì đa số là ở trong sách giáo khoa Shinkansen Master. Các bạn có thể quan sát vào giáo trình để các bạn xem phần khiêm nhường ngữ nhé. Ví dụ này, sensei ni piano oshiete moraimashita, đúng nhỉ? Nói cái này thì cũng được, thế nhưng mà thông thường đối với đối tượng là sensei, người ta sẽ ít dùng cái kiểu này. Những cái dấu hỏi là không sai, nhưng mà người ta ít dùng hơn nhé. Có thể nói một cách chính xác và trang trọng lịch sự khiêm nhường là sensei ni piano oshiete itadakimashita. Thì moraimashita là dạng khiêm nhường, à xin lỗi, itadakimashita là dạng khiêm nhường của moraimashita, tôi được thầy giáo dạy piano cho, đúng nhỉ? Số 2 này, sensei no shashin o chotto mimasu, tôi xem ảnh của thầy một chút, đúng không? Thì mình sẽ biến về dạng khiêm nhường là sensei no shashin o chotto haiken shimasu, đúng nhỉ? Tiếp theo này, động từ nói, shacho ni ode o imasu, là tôi nói lời cảm ơn với giám đốc, thì được chuyển về dạng khiêm nhường là shacho ni ode o moshiagemasu. Tiếp theo, bucho ni chotto kikimasu ga, tức là tôi hỏi trưởng phòng một chút, thì biến về dạng khiêm nhường là bucho ni chotto ukagaimasu ga. Câu số 5, ashita 3 giờ ni sensei no otaku ni tazunemasu, tức là ngày mai lúc 3 giờ thì tôi sẽ đến thăm nhà thầy, đúng không? Mình sẽ chuyển cái động từ tazunemasu sự này về dạng khiêm nhường là ukagaimasu. Câu này chuyển về như sau: Ashita 3 giờ ni sensei no otaku ni ukagaimasu. Câu số 6 này: Ashita 3 giờ ni shacho ni aimasu, là ngày mai ấy, thì tôi gì đấy, tôi sẽ gặp giám đốc lúc 3 giờ, và mình sẽ biến về dạng khiêm nhường ngữ là Ashita 3 giờ ni shacho ni ome ni kakarimasu. Đấy, khá là dài đúng không? Ngày mai lúc 3 giờ thì tôi sẽ gặp giám đốc. Câu số 7 này, sensei ni hô a nghe mas, cái này có thể nói là sai ấy, đúng nhỉ, chứ không phải là có thể dùng được nhá. Khi nói là tôi tặng thầy quyển sách thì sẽ dùng là sensei ni hô sachi a nghe mas. Đó đó là một số cái ví dụ về cái gì nhỉ, cái việc sử dụng những cái động từ khiêm nhường ngữ đặc biệt ở nhóm 1, được chưa? Tiếp theo là khiêm nhường ngữ loại 2. Lưu ý này, loại 1 là chúng ta vừa xét, đó là cái khiêm nhường ngữ mà những cái hành động đấy có liên quan đến người trên, đúng không? Các bạn thấy tất cả đều là có xuất hiện cái người trên này. Đấy, được thầy dạy này, cho xem ảnh của thầy này, nói lời cảm ơn với thầy này, hỏi
xin lỗi, nói lời cảm ơn với mình bị cuồng thầy rồi, nói lời cảm ơn với lại giám đốc này đúng không, hỏi trưởng phòng này đúng không, vân vân đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng như thế này nhá. Tiếp theo đó là cái trường hợp mà nó không liên quan đúng không, nó không liên quan, hành vi đấy là hành vi của mình không liên quan tới người kia, vậy thì mình sẽ dùng một số cái động từ khiêm nhường đặc biệt như sau. Cái này cũng không có công thức mà chỉ là có cái bảng đặc biệt thôi, cái này bị nhầm, không phải là Sonkego mà là thành Kenjogo, sửa lại nhá, Kenjogo. Kenjogo. Đầu tiên, ikimasu, kimasu có dạng khiêm nhường ngữ là mairimasu, mairimasu đúng không? Đấy. Và dạng gì đấy nhỉ? Và dạng thể từ điển là mairu. Imasu nói thì dạng có dạng khiêm nhường là gì đấy? Moshimasu. Và dạng thể ngắn là mos đúng không nhỉ? Nãy các bạn có imasu là moshiagemasu, đấy là nói với ai đó, là người trên. Thế nhưng đây là nói, cái việc nói này không liên quan đến người khác nhá. Imasu có dạng khiêm nhường ngữ là orimasu. Oru là dạng futsuke, shimasu là itashimasu. Itashimasu. Và dạng gì nhỉ? Dạng khiêm nhường ngữ là itasu. Tabemasu, nomimasu sẽ có dạng khiêm nhường ngữ là itadakimasu. Đúng không? Mình ăn thì không thể nào mà liên quan đến người trên được. Và dạng từ điển là itadaku. Shiteimasu là biết, thành zonjite orimasu. Zonjite orimasu. Zonjite oru là dạng futsuke. Omoimasu là nghĩ thì có dạng khiêm nhường ngữ là zonjimasu. Zonjimasu. Đấy. À có mấy cái zonji này thì chúng ta lưu ý là tránh bị nhầm lẫn nhé. Chúng ta sẽ có gì nhỉ? Chúng ta sẽ có tôn kính ngữ ấy. Chúng ta sẽ có tôn kính ngữ này. Sonkego. Sonkego, tôn kính ngữ của shiteimasu là gì nhỉ? Là go zonji desu. Đúng chưa? Go zonji desu. Đấy. Zonjite orimasu là gì nhỉ? Là khiêm nhường ngữ của shiteimasu, và zonjimasu là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ của omoimasu. Các bạn không ghép nối linh tinh các cái này với nhau nhé. Ví dụ không có gì nhỉ? Không có go zonji đúng không? Không có go zonjite orimasu. Đấy, không có cái này. Không có gì nhỉ? Không có go zonjimasu. Vân vân. Đúng chưa? Không có những cái này đâu, nó chỉ giới hạn bởi những cái kia thôi, các bạn lưu ý. Ba cái đó dễ nhầm lẫn. Chúng ta đi vào phần ví dụ. Đầu tiên này. Ashita sanji ni ikimasu, kimasu. Ngày mai tôi sẽ đi hoặc đến lúc 3 giờ thì mình sẽ có cái cách nói là Ashita sanji ni mairimasu, đúng không? Ngày mai tôi sẽ đến vào lúc 3 giờ, bởi vì sẽ không liên quan đến người trên nên là mình dùng cái dạng mairimasu này. Ngoài ra các bạn có một cái mẫu câu kinh điển, ví dụ tôi đến từ Việt Nam, Betonamu kara, ở trong bài đầu tiên của Mina đúng không? Đọc là kimashita. Thế nhưng mà dạng lịch sự sẽ là Betonamu kara mairimashita, đúng nhỉ? Khi giới thiệu ấy. Đấy. Tiếp theo. Động từ imasu nhá. Yoru wa ie ni imasu. Thành yoru wa ie ni orimasu, buổi tối thì tôi ở nhà. Thì cái này các bạn sẽ có trong một số cái mẫu câu, ví dụ như là Hanoi ni sunde imasu sẽ biến về gì nhỉ? Hanoi ni sunde orimasu, đúng không? Tôi đang sống ở Hà Nội nhá, một cách khiêm nhường. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là shite orimasu, tôi biết, đúng không? Đó. Nếu mà không muốn chia là zonjite orimasu, có thể dùng là shite orimasu cũng được. Câu số 3 này, động từ là động từ shimasu. Katazuke wa ato de watashi ga shimasu. Tức là cái việc dọn dẹp ấy thì tôi sẽ làm sau. Thì động từ shimasu sẽ chia thành itashimasu. Katazuke wa ato de watashi ga itashimasu. Dọn dẹp ấy thì tôi sẽ làm sau. Câu số 4 này. Sashimi mo tabereba nihonshu mo nomimasu. Là tôi thì sashimi cũng ăn mà rượu Nhật thì cũng uống. Đây là cái ngữ pháp mo bà và mô để liệt kê lại, đúng nhỉ? Liệt kê cái này cũng vậy mà cái kia cũng thế, các bạn sẽ được học sau ở phần ngữ pháp tiếp theo. Thì được chuyển về sashimi mo nihonshu mo itadakimasu, bởi vì cả ăn và uống đều có chung dạng khiêm nhường ngữ là itadakimasu, do vậy chúng ta có thể ghép vào chung một câu, đúng nhỉ? Tôi thì sashimi cũng ăn mà rượu Nhật thì cũng uống. Yamamoto to imasu, đây là kiểu giới thiệu bình thường thì mình dùng cái dạng thường là dùng imasu, tôi tên là Yamamoto,
Đúng nhỉ? Tôi gọi là Yamamoto. Còn khi mà đi phỏng vấn xin việc ấy hay là lịch sự ấy, thì chúng ta sẽ đổi thành Moshimasu. Yamamoto to Moshimasu, đúng không? Đấy. Câu số 6 này. Ikisaki wa yoku shiteimasu là gì đấy? Ikisaki là cái điểm đến, cái đích đến thì tôi biết rõ, thì mình có thể nói là Ikisaki wa yoku zonjiteorimasu, hoặc là gì nhỉ? Yoku shiteorimasu cũng được. Ikutsu ka hoho ga aru to omoimasu. Tôi nghĩ là có một vài cái phương pháp đấy, thì mình sẽ biến về omoimasu về dạng khiêm nhường là zonjimasu. Ikutsu ka hoho ga aru to zonjimasu. Đấy. Tiếp theo, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần khiêm nhường ngữ rồi đấy. Khiêm nhường ngữ thì nó ít hơn là tôn kính ngữ, đúng không? Nó chỉ hơi phức tạp một chỗ, đấy là nó sẽ chia ra cái nào là cái mà gì nhỉ, liên quan đến bản, liên quan đến người trên, cái nào mà cái không liên quan nhá. Thì các bạn lưu ý cái đấy một chút. Còn các bạn bảo làm sao để học thuộc những cái này thì chỉ có cách là các bạn thực hành thôi. Ví dụ các bạn đặt ra những cái tình huống như thế này này, đấy. Các bạn viết ra dạng thường thì như này, nói với người trên thì như này. Chứ không có cái cách nào mà để các bạn không thực hành gì, các bạn không luyện tập gì mà các bạn có thể nhớ luôn được. Đấy, cũng nói luôn là như vậy. Chỉ có cách là chúng ta cố gắng là thực hành. Không có điều kiện nói trực tiếp với người Nhật thì các bạn hãy viết nhiều, tập nói một mình, đúng không? Thì các bạn sẽ dần dần các bạn nhớ được cái cách sử dụng của nó. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cái phần quan trọng nhất của cái chương kính ngữ, đấy là Sonkei go, tôn kính ngữ ở buổi hôm trước, và Kenjo go, khiêm nhường ngữ buổi hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng của trong phần kính ngữ, đó là phần Teneke, thẻ lịch sự và các biểu hiện lịch sự trang trọng. Đấy, đây cũng là phần rất là quan trọng nhá. Đầu tiên này, thẻ lịch sự. Chúng ta sẽ có A nhỏ. Gozaimasu là thẻ lịch sự của arimasu. Ví dụ, reporto wa tsukue no ue ni arimasu, là báo cáo ở trên bàn ấy, thì mình có thể nói một cách lịch sự hơn, đấy là reporto wa tsukue no ue ni gozaimasu. Đó, gozaimasu là thẻ lịch sự của arimasu nhá. Tiếp theo B nhỏ. De gozaimasu là thẻ lịch sự của des. Ví dụ, wine uriba wa sangai des. Quầy rượu vang ở tầng 3 sẽ có thể nói theo cách là wine uriba wa sangai de gozaimasu, đúng nhỉ? Hoặc là hai genki ni hongo senta des, sẽ được nói một cách lịch sự trang trọng là Hai, Genki Nihongo Senta de gozaimasu. Vâng, trung tâm tiếng Nhật Genki xin nghe. Tiếp theo, C nhỏ. Yoroshii desho ka. Đúng nhỉ? Yoroshii desho ka là thẻ lịch sự của i desu ka. Chúng ta có Yoroshii là dạng lịch sự của i, desho, đúng nhỉ? Desho ka là dạng lịch sự của desu ka. Desu ka. Như do vậy, chúng ta sẽ có hai cái hình thức chuyển đổi như sau. Ví dụ, Presento wa nani ga i desu ka? Anh chị muốn món quà như thế nào, món quà nào thì được. Mình khi mà hỏi khách hàng, đúng nhỉ? Khi mà hỏi khách hàng mình sẽ chuyển về dạng gì nhỉ, dạng khiêm nhường. O presento nani ga, xin lỗi, không phải là dạng khiêm nhường mà là dạng gì nhỉ, dạng trang trọng nhá. O presento nani ga yoroshii desho ka, là anh chị muốn món quà nào ạ. Đấy, hay là gì nhỉ, nóng quá tắt điều hòa được không ấy, thì nếu mà người thân thiết mình chỉ cần nói là aircon, đúng không? Aircon kashite mo ii, còn gọi là mối quan hệ gọi là xã giao hơn chút thì mình dùng dạng lịch sự là Eko keshitemo ii desu ka. Thế nhưng mà ví dụ nói với lại cấp trên là tôi tắt có được không, thì lịch sự nhất sẽ dùng là Eko, đúng nhỉ, okeshitemo yoroshii desho ka. Các bạn thấy rất là dài đúng không nhỉ? Đấy, chẳng hạn như chúng ta có nói với bạn bè nhé, nó sẽ ngắn lắm, không cần trợ từ đúng không? Keshitemo ii đây, các bạn thấy ngắn chưa, có tí này. Thế nhưng mà khi mà gì đấy, khi mà nói lịch sự nó dài như này này, bởi vì cái động từ keshimasu đúng không, các bạn sẽ được chia về khiêm nhường là gì nhỉ, o đằng trước này, keshi đằng sau này, shimasu đúng không, shimasu sẽ chia thành thẻ t là shitemo đúng không nhỉ, i desu ka thành yoroshii desho ka. Vậy thì ra cái cấu trúc này chúng ta học đó, đó là ba cái gì nhỉ, ba cái thẻ lịch sự mà chúng ta cần lưu ý nhá. Gozaimasu là thẻ lịch sự của arimasu, de gozaimasu là thẻ lịch sự của desu, và Yoroshii desho ka là dạng lịch sự của i desu ka. Tiếp theo, đó là các biểu hiện lịch sự và trang trọng. Đây cũng là cái rất là quan trọng. Chúng ta sẽ quan sát cái bảng sau. Thứ nhất, A nhỏ là các biểu hiện về ngữ pháp thì khá là nhiều và khá là dài. Thì các bạn quan sát nha. Ở cột này ấy, là Nichijou kaiwa de tsukau hyogen, là các biểu hiện, là các biểu hiện mà gì đây nhỉ? Các biểu hiện mà sử dụng trong hội thoại thường ngày. Cột tiếp theo là katai ba men de tsukau hyogen, các biểu hiện mà sử dụng trong những tình huống cứng,
ví dụ như các văn bản cứng đúng nhỉ, các văn bản trang trọng hoặc là những cái tình huống như là các cuộc họp các thứ chẳng hạn. Đây là cột table, là cột ví dụ nhá. Đấy. Và mọi người lưu ý này, cái gạch chân là cái ngữ cái phần biểu hiện đấy, và cái gì đấy, cái in đậm, chữ in đậm là nghĩa của mẫu câu. Ví dụ đầu tiên, nitsuite sẽ có dạng cứng là nitsukimashite, nitsukimashite. Đấy, nghĩa là về. Ví dụ, hatsubai no jiki nitsukimashite wa genzai kento chiu de gozaimasu, đúng không? Là về cái thời gian bán ra ấy, hatsubai là phát mại, là bán ra, jiki là thời kỳ, là thời gian. Về cái thời gian bán ra ấy thì genzai là hiện tại, kento chiu de gozaimasu, hiện tại là chúng tôi đang gì đấy, đang kento, đang cân nhắc. De gozaimasu sự là dạng khiêm nhường, dạng lịch sự của đề sự đúng nhỉ? Tiếp theo nitotte. Nitotte là đối với, đây đối với đây này. Có dạng lịch sự là nitorimashite. Ví dụ, konkai no project wa watashi ni torimashite mo kichou na keiken ni naru to zonjimasu. Là dự án lần này ấy, thì tôi nghĩ sẽ trở thành một kinh nghiệm rất quý báu đối với tôi. Thì nghĩ omoimasu sự sẽ chuyển về dạng khiêm nhường là zonjimasu sự đây này. Đấy. Project là dự án nhá. Thì cái dự án lần này thì đối với tôi, cho dù là đối với tôi ấy, thì tôi nghĩ cũng sẽ trở thành một cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm rất rất là kỳ trồ, quý trọng, là quý giá, quý báu. Tiếp theo ni oite sẽ có dạng lịch sự là ni okimashite. Ni okimashite. Ni oite là tại, ở, nó dùng giống gần giống trợ từ de. Ví dụ honjitsu ichiji yori chuo hiroba ni okimashite chusen kai o okonaimasu. Các bạn có honjitsu là dạng lịch sự của kyo, yori là dạng lịch sự của kara. Từ 1 giờ ngày hôm nay ấy, thì tại, bình thường là mình dùng trợ từ de, thế nhưng mà đây là lịch sự mình dùng là ni oite, đã lịch sự hơn de rồi nhá. Thế nhưng mà đây mình còn biến về ni okimashite thì càng lịch sự. Đấy. Tại cái quảng trường trung ương đúng không? Quảng trường trung tâm thì sẽ tiến hành okonaimasu sự đúng nhỉ? Tiến hành cái gì nhỉ? Cái buổi rút thăm. Chusen là chữ trừ, chữ tuyển, nghĩa là rút thăm. Toshite có dạng lịch sự là toshimashite. Toshite là với tư cách, ở lập trường. Wa ga sha toshimashite wa konkai no keiyaku wa zehi susumetai to kangaete orimasu. Là ở lập trường của công ty chúng tôi ấy, thì chúng tôi đang rất là muốn xúc tiến cái hợp đồng lần này. Keiyaku là chữ khế với chữ ước, nghĩa là hợp đồng. Tiếp theo nikanshite sẽ có dạng lịch sự là nikanshimashite. Ví dụ shiken kekka nikanshimashite wa bunshou niyori oshirase shimasu. Là liên quan đến kết quả, đúng nhỉ, cái này thiếu chữ kết rồi, liên quan đến cái kịch là kết quả của kỳ thi ấy, thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản đúng không. Đây là dùng niyori này, niyori là niyote ấy, là dạng cứng nhá. Bunshou là văn thư, có nghĩa là văn bản, dạng khiêm nhượng, nó dùng động từ thông báo dưới dạng khiêm nhường thế này. Tiếp theo khi mà dạng futsuke là dạng thường cộng với node thì biến về dạng lịch sự hơn sẽ là thẻ lịch sự cộng với node. Ví dụ ở trong các bạn được học là các bạn được học về node thì thông thường nó sẽ là thẻ là gì nhỉ, thẻ futsuke đúng không. Ví dụ như là vì có việc bận mình sẽ nói là yoji ga aru node đúng không. Thế nhưng mà trong những trường hợp trang trọng thì các bạn vẫn giữ nguyên là thẻ lịch sự, chẳng hạn yoji ga arimasu node sotai sasete itadakemasen ka, là hôm nay vì có việc bận cho nên là cho phép tôi về sớm có được không. Hoặc này, bình thường ấy, đứng trước một danh từ sẽ là chia về thể thông thường để bổ nghĩa cho cái danh từ đó, thì chúng ta ngoài cách đấy có thể biến nó về dạng lịch sự đúng không, dạng lịch sự nếu như chúng ta muốn thể hiện cái sự trang trọng. Chẳng hạn Kochirawa ankeito kekka matomemashita đúng nhỉ, matomemashita shiryou de gozaimasu. Đây là tài liệu tổng hợp kết quả điều tra, thì các bạn có cái động từ tổng hợp là gì nhỉ, matomemashita đúng không các bạn, thể ta là như vậy nhá. Thì bình thường ấy, nếu chúng ta được học ở trong phần thẻ futsuke, khi mà bổ nghĩa cho danh từ đúng nhỉ, thì chúng ta phải biến về futsuke nó thành matometa đúng nhỉ, matometa và cộng với gì, cộng với lại danh từ đằng sau, danh từ là serial đấy, matometa serial. Thế nhưng mà để diễn tả cái sự lịch sự người ta sẽ vẫn để nguyên là matomemashita, dạng lịch sự cộng với lại danh từ. Hoặc này, bình thường sẽ là thẻ futsuke cộng với yoni, có thể là vemasu, veru hoặc là venai cộng yoni đúng nhỉ, cầu cho nó như thế nào đó, có thể như nào đó hoặc không như nào đó. Thì dạng lịch sự vẫn là chia thẻ mas cộng với yoni. Ví dụ hayaku ogenki ni
Nararemasu yo o inori shiteorimasu, đúng không? Tôi đang cầu nguyện cho ngài sớm khỏe chẳng hạn. Cái động từ trở nên ấy, động từ trở nên là naru đúng không nhỉ? Naru. Narimasu. Có dạng tôn kính là gì đấy các bạn? Biến về thể bị động là narare. Nararemasu, đấy là lý do tại sao mà đây là nararemasu đấy. Dạng tôn kính nhá, người ta trở nên là cái việc của người ta, trạng thái của người ta, do vậy dùng tôn kính ngữ. Động từ gì nhỉ? Động từ cầu nguyện là inoru thì biến về dạng khiêm nhường là o inori shimasu. Đấy, shimasu biến về shite imasu và imasu thành orimasu, do vậy o inori shite orimasu nó chính là inote imasu đấy. Nó hơi phức tạp một chút nhưng mà các bạn xem kỹ bài giảng bạn sẽ hiểu ra. Tiếp theo, thể thường cộng với si sẽ biến về thể lịch sự cộng chi. Ví dụ, こちらの商品は品質は最高で、お値段も手頃ですし、きっとご満足いただけると思います。Bình thường mình sẽ nói là đà si đúng không? Đà si, đấy, đà si, đà si. Thế nhưng mà đây là mình ví dụ đề sự si bình thường, rất là lịch sự. Cái sản phẩm này ấy, đúng không? Chất lượng thì hin xít sự là phẩm chất, nghĩa là chất lượng. Cái sản phẩm này chất lượng thì tuyệt hảo, tuyệt vời. Nê đăng là giá cả cũng tê gô độ cũng vừa phải, cho nên là tôi nghĩ sẽ gì nhỉ? Sẽ mang dô cự, chắc chắn là các quý vị sẽ hài lòng. Tiếp theo này, nếu cái gì đó thì mình sẽ là vê tờ cộng vê đà đúng không? Đấy, ví dụ di càng gấp tara, thế nhưng ở dạng lịch sự sẽ là động từ thể tà dạng lịch sự cộng với đà. Ví dụ thay vì nói là shitsumon ga atara, đấy, không nói là shitsumon ga atara nhé, mình sẽ nói là go shitsumon ga arimashitara, đúng nhỉ? Thể masita cộng ra nó cũng nghĩa là nếu. Go shitsumon ga arimashitara itsu demo o toi awase kudasai, nếu mà có thắc mắc gì, có câu hỏi gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gì nhỉ? Liên hệ. Các bạn thấy có động từ gốc là động từ thôi awaseru đúng không? Thì bình thường nó sẽ là te kudasai đúng không nhỉ? Nhưng mà hôm trước các bạn được học tôn kính ngữ rồi. Nhóm 2 thì đối với kudasai các bạn thêm o đằng trước đúng không? Và thêm gì? Và bỏ gì đây? Bỏ mask. Vậy awase mask bỏ mask thành còn như thế này. Đấy, dạng tôn kính ngữ nhá. Tiếp theo này, VT đúng không? Động từ mà liệt liệt kê ấy, mang tính chất liệt kê ấy, thì chúng ta sẽ không dùng T mà sẽ dùng V mask, bỏ mask. Ví dụ bumpo, chẳng hạn như nếu mà bình thường mình sẽ dùng này, bumpo no setsumei o yonde reibun o mita ato de renshu mondai o shite kotae o kakurin suru. Thế nhưng mà dạng lịch sự chúng ta sẽ dùng dạng lửng đúng nhỉ? V mask bỏ mask, bumpo no setsumei o yomi reibun o mita ato de renshu mondai o shi kotae o kakurin suru. Đọc giải thích ngữ pháp đúng nhỉ? Luyện tập sau khi xem các ví dụ rồi xác nhận câu trả lời. Tiếp theo, tính từ đuôi na đúng không? A cứ T sẽ biến thành A cứ. Ví dụ, この地方は昼は非常に暑く、夜は0度まで気温が下がる。Là vùng này ban ngày trời rất là nóng, còn đêm đến thì nhiệt độ giảm xuống đến 0 độ C. Bình thường mình sẽ là atsu kute đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp theo này, na kute biến thành zu. Ví dụ, この地方はほとんど雨が降らず、植物がよく育たない。Vùng này hầu như không có mưa nên thực vật kém phát triển. Bình thường sẽ là Amega Furanakute đúng không? Đấy. Nai de thành dư ni. Ví dụ Kono kagu wa kikai o gì nhỉ? Shiyo se dư ni hoặc se dư Hito no te dake tsukurarete ori Atatakami ga kanjirareru. Là cái kagu là cái đồ nội thất này ấy, vì nó không có sử dụng gì đấy, nó được làm bằng chỉ bằng tay thôi, thủ công thôi mà không có sử dụng máy móc gì hết, nên là mình có thể cảm nhận được cái sự ấm áp của cái người chế tạo đó. Đó là các biểu hiện mang tính chất giống như là ngữ pháp nhá. Đó thì nó sẽ gì nhỉ, nó sẽ được sử dụng rất là nhiều ở trong gì đấy, ở trong giao tiếp, các bạn lưu ý như vậy. À xin lỗi, không phải là trong giao tiếp mà trong các hoàn cảnh trang trọng đấy. Tiếp theo đó là, đấy là ngữ pháp. Vậy thì từ vựng thì sao? Chúng ta sẽ có các biểu hiện từ vựng đúng nhỉ? Bên này là gì đây, các biểu hiện bình thường mình nói, bên này là các biểu hiện cứng trang trọng, và đây là câu ví dụ chẳng hạn. Cái từ boku hay watashi đúng nhỉ, là tôi thì sẽ được dùng lịch sự là watakushi. Ví dụ これから私は商品開発計画につきましては説明させていただきます。Đấy. Từ bây giờ ấy thì cho phép tôi đúng không, dạng させていただきます là dạng rất lịch sự nhá, cho phép tôi được giải thích, được trình bày về đúng nhỉ? Nitsuki master chính là nitsuite, về kế hoạch
K các cự là kế hoạch, KH dự là phát triển, Shohin là sản phẩm. Đó thì watashi bô cự thành watakushi, từ ima thành từ tadaima. Kisho jōhō desu. Tadaima no kion wa 25 độ desu. Kisho là khí tượng, jōhō là thông tin, đây là tin tức khí tượng. Nhiệt độ hiện tại, nhiệt độ bây giờ là 25 độ đúng không? Kondo sẽ biến thành konotabi. Konotabi wa osewa ni narimasu, là mong anh sẽ giúp đỡ tôi lần này đúng nhỉ? Kono aida thành senjitsu, ví dụ senjitsu shorei wo itadakimashita là tôi đã nhận được giấy tờ mấy hôm trước. Kino thành sakujitsu. Đấy, sakujitsu. Đôi khi là kino cũng được viết dưới dạng kanji như này nhé, nhưng mà đọc khác đúng nhỉ? Đọc khi mà viết là chữ này trong trường hợp bình thường mình đọc là kino, nhưng mà lịch sự sẽ là sakujitsu. Ví dụ sakujitsu daitorio wa watashi no daigaku wo tazuneraremashita, là hôm qua ấy, tổng thống đã tới thăm trường chúng tôi. Đây là tới thăm là hành động của người người trên đúng không, người mình kính trọng, do vậy là động từ mình chia thể gì đấy, động từ mình chia thể bị động để biến thành tôn kính ngữ đúng không. Từ kyo, kyo là hôm nay sẽ biến thành honjitsu. Đấy, honjitsu no mensetsu wa kinchou shite orimasu ga kichou na keiken ni naru to zonjimasu, tức là cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay bình thường dùng kyo nhé, nhưng mà khi đi phỏng vấn trang trọng mình dùng honjitsu. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay ấy, thì tôi kincho là căng thẳng hồi hộp, tôi có căng thẳng hồi hộp, thế nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ trở thành một cái trải nghiệm rất là quý báu với tôi. Ashita hoặc là as sẽ biến về myonichi, có thể là kanji cùng viết là chữ minh với chữ nhật nhưng mà đọc khác nhau, bên này là ashita hoặc là as, đây là myonichi. Ví dụ nohin kizutsu ni tsukimashite wa myonichi aratamete kisha to yoku sodan shimasu. Nohin kizutsu là ngày giao hàng, về ngày giao hàng ấy thì ngày mai đúng nhỉ, myonichi là giống ashita hay là asu nhá, ngày mai thì chúng tôi sẽ gì đấy, sẽ sodan, sẽ trao đổi bàn bạc lại với quý công ty lần nữa. Aratamete giống mochi do, saki sẽ là sakihodo. Ví dụ sacho sakihodo okaeri ni narimashita, giám đốc vừa mới về đúng không, giám đốc vừa mới về. Thì đây chúng ta dùng dạng tôn kính ngữ đúng nhỉ. Atode thành nochihodo, ví dụ anh sensei wa nochihodo irasshaimasu, là thầy anh sẽ đến sau. Bình thường nếu mà nói không không dùng tôn kính thì nó rất là ngắn, ví dụ Tanaka, ví dụ nói đứa bạn nhé, Tanaka atode kimasu đúng nhỉ. Đấy, Tanaka atode kimasu, đây nói rất là dài. Nochihodo irasshaimasu là dạng tôn kính ngữ của kimasu. Đấy, Koko Kochi thành Kochira, ví dụ Kochira wa Yamada Bucho desu, đây là trưởng phòng Yamada. Soko thành Sochira, Sochira wa Kisho Cho desu, phía đó là cục khí tượng. Sochi đúng nhỉ, Soko hoặc là Sochi này. Asoko hoặc là Achi thành Achira, ví dụ Achira ni Fujisan ga miemasu, ở đằng kia có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Doko Dochi thành Dochira, ví dụ Sumimasen ga Otearai wa Dochira desho ka. Thì thông thường là trong một khi mà dùng tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ hay thể lịch sự ấy, người ta sẽ thống nhất nhá, đã lịch sự thì tất cả chúng ta sẽ quy về lịch sự hết. Ví dụ dochira desho ka sẽ lịch sự hơn là dochira desu ka nhá. Xin lỗi, nhà vệ sinh ở phía nào vậy? Dare biến thành donata, ví dụ sumimasen ga donata desho ka, xin lỗi vị nào vậy ạ. Do thành ika ga, ví dụ okeku sama kochira no shouhin wa ika ga desho ka, là quý khách thấy sản phẩm này thế nào ạ. Nanin là bao nhiêu người thành Name-sama, ví dụ Sumimasen ga Name-sama desho ka, là xin lỗi nhưng mà có mấy vị đến vậy ạ. Honto ni thành Makoto ni, ví dụ Makoto ni arigato gozaimashita, là thực sự xin chân thành cảm ơn. Totemo sugoku biến thành Hijou ni taihen, ví dụ Kono keikaku wa hijou ni konnan desu, kế hoạch này vô cùng khó khăn. À, ippai đúng nhỉ, thành oku hoặc là oze, ví dụ この食品は vitamin C が多く含む, là thực phẩm này chứa nhiều vitamin C. Chotto sẽ thành skoshi hoặc là shosho, ví dụ kotoba wa skoshi zutsu henka shiteiru, là từ ngữ đang dần biến đổi từng chút một. Hay là chotto matte kudasai sẽ biến thành shosho omachi kudasai, xin vui lòng chờ một lát. Yappari biến thành yahari, ví dụ yahari jikken wa seikou shimasen deshita, quả nhiên là kế hoạch đã không thành công. Ido Idona biến thành Samazamana, lịch sự hơn. Samazamana kangekata ga arimasu, có nhiều cách suy nghĩ khác nhau.
Shaberu nói đúng nhỉ? Chém gió tán dóc thành noberu hoặc là hanasu. Ví dụ, これからこの bushitsu no tokucho nobemasu. Từ sau đây ấy, tôi sẽ nói về cái tokucho, cái đặc trưng, cái đặc điểm của cái bushitsu là vật vật chất của cái loại vật chất này. Yaru suru nghĩa là làm biến thành okonau. Ví dụ, Daitorio senkyo wa shichigatsu ni okonawaremasu. Bầu cử tổng thống ấy, sẽ được tiến hành vào tháng 7. Demo biến thành shikashi. Dakedo biến thành da. Ví dụ, これは日本の会社の製品です。しかし、ベトナムで作られました。Đúng nhỉ? Đây là hàng Nhật nhưng được sản xuất ở Việt Nam. Nếu mà chúng ta biến về thể Futsuke thành Seihin Da, đúng nhỉ? Thì đây sẽ là Demo Ve Tonamu de Tsukurareta. Kore wa muzukashii da ga chousen shiyou. Cái đó khó thế nhưng mà tôi sẽ thử thách bản thân tôi. Câu hỏi tại sao nande doshite sẽ có dạng lịch sự hơn là naze. Ví dụ, naze wareware wa hataraku no daro ka, là tại sao chúng ta lại làm việc nhỉ? Nanka biến thành nado dùng trong những câu diễn tả liệt kê. Ví dụ, kinzoku niwa kin ya gin nado ga arimasu ne, là trong kim loại, kinzoku là kim loại nhá, thì có vàng này, có bạc vân vân. Dandan sẽ thành shidai ni. Ví dụ, aki ni nari shidai ni suzushiku natte kimashita. Bước vào mùa thu ấy thì tiết trời dần dần trở nên mát mẻ. Kona thành kono yona koshita. Ví dụ, kono yona hito wa mezurashii no dewa nai desho ka. Người như thế này ấy, thì chẳng phải là hiếm hay sao? Mitai da thành yo da, có vẻ ạ. Kare no kotoba wa shinjitsu dewa nai yo da. Những điều anh ấy nói có vẻ là không phải sự thật. Và cái mục cuối cùng đó là những cái từ nào mà thuộc loại wago, là từ mà được xuất phát tại Nhật, à, được tạo ra tại Nhật, thông thường đọc âm kunyomi, nó sẽ mang tính chất không trang trọng bằng những cái từ mang tính chất là gì nhỉ? Mang tính chất là từ cang ngộ, từ có nguồn gốc Hán và thông thường là trong tiếng Việt mình cũng sẽ có chẳng hạn nhé. Tsukau hay là shiyou suru đều là sử dụng, thế nhưng mà shiyou suru nó sẽ lịch sự trang trọng hơn. Mouse wo tsukawazu ni computer wo shiyou shite imasu, là sử dụng máy tính mà không dùng chuột này. Nao sự là sửa, shuri suru cũng là sửa. Thì shuri suru lịch sự hơn, trang trọng hơn. Kono rezoko ga shuri saremashita, cái tủ lạnh này đã được sửa rồi. Isogashi là bận thì có dạng lịch sự hơn là tabona, đồng nghĩa chữ đao và chữ mang nghĩa là bận. Sensei wa tabona sekatsu wo okute imasu, thầy giáo đã sống cuộc đời rất là bận rộn, đang sống cuộc đời rất là bận rộn. Yasumi là nghỉ sẽ thành kyuke, đúng nhỉ? Skoshi kyuke wo torimasho, nghỉ ngơi một chút nào. Shizukana là yên tĩnh thành biến thành kansena, đúng nhỉ? Kansena là chữ nhàn và chữ tĩnh, nhàn trong nhàn hạ ấy. Đấy. Sacho wa kansena tokoro ni sunde oide ni naru so desu. Nghe nói là giám đốc đang sống ở một nơi yên tĩnh. Ngoài ra còn một số cái cụm từ khác, đúng nhỉ? Ví dụ như là gì đấy? À, chúng ta có từ gì nhỉ? Từ atarashi chẳng hạn là mới đúng không? Các bạn sẽ có cái từ shinsen, shinsena này, hoặc là seme, semena nhá, hay là gì nhỉ? Kahu là mua. Đúng không? Chúng ta sẽ có cái từ lịch sự là konyu. Đấy, konyu sự cấu nhập, hay là uru là bán đúng không? Uru là bán. Chúng ta sẽ có dạng gì nhỉ? Lịch sự hơn là gì đấy? Cái này là chữ khác rồi, không phải chữ bán rồi. Hanbai, hanbai suru này, đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là thức dậy ấy. Bình thường mình dùng cái từ okiru đúng không nhỉ? Thì có dạng lịch sự hơn là gì nhỉ? Đây, kisho suru nhá. Hay là gì nhỉ? Hay là đọc sách chẳng hạn đúng không? Bình thường là hongo, yomu. Thì mình sẽ có dạng lịch sự hơn là dokusho suru. Tóm lại là những cái mà được tạo ra bởi gì nhỉ? Bởi kan go, bởi hai chữ Hán trở lên ghép với nhau đọc theo kiểu monyomi sẽ lịch sự hơn là cái dạng dùng kunyomi. Đó, thì cái quy tắc chung là như vậy. Thì đấy là toàn bộ những kiến thức về kính ngữ của chúng ta, có thể nói là trọn vẹn kiến thức kính ngữ trong chương trình N3 và N2. Lên N1 thì học thêm một ít nữa, thế nhưng mà cũng không thực cũng gọi là đây là hòm hòm rồi, đúng nhỉ? Các bạn quan sát kỹ video nhé, xem kỹ video để rút ra bài học cho mình, cũng như là gì nhỉ? Cũng như là gì đấy? Cũng như là
làm bài tập để củng cố thêm kiến thức đúng không? Đấy, thì các bạn ở trong lớp N3 online thì sẽ dễ gửi cho các bạn cái bài giảng này, bởi vì là cái phần này cũng tương đối là khó, chắc là các bạn sẽ cần phải đọc tài liệu thêm rất là nhiều thì mới có thể nhớ được. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Chào các bạn, chúc các bạn học tốt.